Vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình là Quyết Đào, giảng viên của trường đào tạo kinh doanh onlineaz.com. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với khóa học Dropship. Làm thế nào để kiếm tiền với Dropship? Vâng ạ. Và Dropship là một thuật ngữ khá là mới của Việt Nam, đúng không ạ? Từ cuối năm 2019, thuật ngữ này được bắt đầu nở rộ. Còn ở quốc tế thì Dropship thực tế đã và được rất nhiều người đang làm, với Dropship Amazon, Dropship eBay. Vâng ạ, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Dropship và kiếm tiền với Dropship như thế nào. Chúng ta cùng bắt đầu. Và đây là một quy trình Dropship. Vâng ạ, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là khách hàng này, shipper này, dạ, và đây là cái web của bạn, đây là cái nền tảng giới thiệu của bạn. Còn supply, đây là nhà cung cấp, dạ. Thì đây là một cái quy trình của một cái hoạt động dropship. Ok, thì chúng ta vào định nghĩa dropshipping. Hiểu đơn giản là việc bán hàng bỏ qua khâu vận chuyển. Đây là một hình thức kinh doanh buôn bán mà bạn và mình là nhà bán lẻ nhưng không giữ kho hàng. Thì đây là sao ạ? Đây là việc chúng ta sử dụng cái kênh thương mại điện tử, cái website và các cái ứng dụng ship hàng để gì? Chúng ta thực hiện việc chuyển sản phẩm tới tay người tiêu dùng, nhưng mà chúng ta không không sở hữu bất kỳ một sản phẩm nào, không sở hữu bất kỳ một gói hàng nào. Tất cả mọi thứ đấy đều do nhà cung cấp cho chúng ta, và chúng ta chỉ làm nhiệm vụ làm marketing thôi, được chưa? Thì bạn không không phải vận chuyển hàng cho khách hàng mà chỉ tập trung vào việc marketing sản phẩm, theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Đây là một công việc khá là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì lợi nhuận ở đây là việc chênh lệch giá giữa nhà cung cấp và giá mình bán cho khách hàng đã trừ đi chi phí vận chuyển. Và người làm chủ quá trình này người ta gọi là dropshipper, đó là người làm dropshipping, đúng không ạ? Thì lợi nhuận của dropship nó cũng tương tự với hoạt động các bạn kinh doanh bình thường. Thì một hoạt động kinh doanh bình thường thì các bạn cần phải tốn rất là nhiều chi phí, đúng không ạ? Các bạn sẽ tốn các cái chi phí kinh doanh thì các bạn phải có tốn chi phí. Đầu tiên là một là nhập hàng, chi phí nhập hàng, chi phí về mặt bằng nếu mà mở cửa hàng, chi phí về vận chuyển, chi phí về dạng, chi phí về nhân sự, chi phí về máy móc thiết bị, chi phí về dạng, chi phí về rủi ro, vân vân, đúng chưa ạ? Rất nhiều chi phí. Rồi là chi phí về marketing, đặc biệt là marketing đó. Thì tất cả các cái chi phí này trong kinh doanh các bạn đều không cần phải lo lắng đến nó. Các bạn chỉ cần tập trung vào marketing là các bạn sẽ chiến thắng ở trong dropship. Đây là cái bí mật. Vâng ạ, thì chúng ta sẽ qua cái bài 2. Bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái định nghĩa rồi. Tôi sẽ phân các cái bài này ra làm 10 bài, các cái nội dung của dropship qua 10 bài cho nó ngắn, và các bạn sẽ hiểu được làm thế nào để thực hiện một hoạt động dropship và kinh doanh với dropship ra thật là nhiều tiền, được chưa? Chúng ta sẽ qua bài thứ hai.